Đây ngoài ra là khi mà anh em biến hình thành bụi cây này. Đấy, Ngộ Không biến hình thành bụi cây nhá. Trời ơi, trông như thật luôn anh em ơi. Rất là khó bị lộ nhá. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Thì ngày hôm nay, hiện tại thì mình đang chơi cái con nhân vật Ngộ Không nha. Nhân vật Ngộ Không thì phải nói là trong cái thời buổi thế này thì rất là ít người chơi. Và mình thì cũng thi thoảng mình chơi thôi. Với Ngộ Không thì nó có một cái tính năng vô cùng là hay. Anh em có thể biến thành bụi cây và đó, đặc biệt là công nhà vô cùng đơn giản đúng không nào. Đấy, một tính năng khá là ngon luôn anh em ạ. Ok, như vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên vô cùng là dễ nhá. Anh em thấy đơn giản không? Và hiện tại thì Kẹo đang sở hữu combo súng đó là một cây M8 này, với lại một cây Spat 12 nhá. Hình như là ở dưới có người đúng không nhở? Ê, loanh quanh chỗ này đúng không? À, ngay phía này thì phải này. Úi dồi ôi, làm sao đấy hả? Mày đùa với Ngộ Không hả? Ok nha các bạn chờ mình xíu này. Đậu xanh nó chứ lại. Ok, 2 kill rồi nha. Nếu như mà anh em thấy những cái video của mình hay thì các bạn đừng quên là hãy nhấn nút like cho video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đây, tầm này thì khá là nhiều trang bị ngon. Và Kẹo thì đổi qua MP40 đi. Cơ bản thì mình chơi quen cái súng này hơn này. Và trong game Free Fire thì anh em cũng đã biết rồi, đấy là sẽ có hai loại người. Một là những anh em chuyên chơi tiểu liên, hai là những anh em chuyên chơi shotgun. Mình thì mình không hiểu sao anh em bắn shotgun kinh vãi, còn tôi chơi shotgun thì đúng là mù mắt luôn anh em ạ. Thế nên thì đây chính là cái lý do mà Kẹo rất là ít khi Kẹo chơi shotgun nha mọi người. Chẳng qua là nếu như mà không có súng thì mình mới chơi thôi. Vâng, nếu như mà anh em ở cổng trời ấy thì nó là một cái khu vực khá là cao, nên là mấy cái khinh khí cầu nó bay qua nó rất là sát luôn nha mọi người. Ok nè, vừa rơi đâu ấy nhỉ? Ơ, nó vừa rơi ở chỗ nào anh em nhỉ? Sao Kẹo không thấy ta? Ơ, đậu xanh. Đáng lẽ ra là khinh khí cầu nó phải rơi một cái mớ phụ kiện cơ mà, sao giờ lại không thấy nhỉ? Ấy, đậu xanh. À, thì ra là ở trong này anh em ạ. Ui, nhiều bom keo vãi luôn. Đây nhá, anh em cứ đi theo cái khinh khí cầu nha. Trời ơi, nó như bóng keo nhiều máu vãi. Ví dụ như là anh em đang giữa trận đấu nhá, thì thật sự là kiếm máu nó hơi khó. Lúc đấy thì anh em chỉ cần là đi theo khinh khí cầu và ấy, vừa có bóng keo, vừa có máu, phải nói là rất là ngon đúng không? Thời gian hồi chiêu của con nhân vật Ngộ Không này thì khá là lâu. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà anh em ít sai. Mình mong rằng là nếu như mà Ngộ Không nó cải thiện tính năng hồi chiêu này thì sẽ rất là bá đạo đây. À không, thực ra thì tính năng của Ngộ Không nó đủ bá đạo rồi. Chẳng qua là thời gian hồi chiêu hơi lâu. Và đấy chính là lý do mà tại sao anh em không chơi Ngộ Không. Thì mình cũng đã nghe những cái bình luận của anh em phản hồi là như thế mà. Rồi nha, nhưng mà tính năng này chơi phê vãi. Kiểu như là anh em công nhà nhá, rất ít khi bị địch phát hiện luôn. Cũng như là khi mà anh em biến thành bụi cây ấy, thì nó sẽ bị lệch tâm một xíu. Tức là địch nó sẽ bắn anh em nó khó hơn. Đấy, thì anh em thấy tính năng có đủ thú vị chưa ạ? Đặc biệt là anh em có thể gọi là trong những pha giao tranh nhá, anh em có thể biến hình thành bụi cây và anh em di chuyển, anh em chạy thoát thân thì nó cũng rất là đơn giản luôn nha. Ai không có mì nè. Rồi nhá, chuẩn bị nâng cấp cái giáp xịn xịn tí nhá. Ok, chúng ta có một cái giáp 3 này, mũ 3 luôn. Ui, anh em thấy đủ xịn xò chưa? Cũng như là hiện tại thì Kẹo đang sử dụng cái ba lô level 3 rồi nhá. Ok, còn nấm nè, tranh thủ ăn nấm cái thôi. Nhớ các bạn. Và tình hình là trận đấu còn lại 31 người chơi đấy nhá. Yeah. Và anh em ơi, xuống dưới kiếm kill thế nào. Let's go. Ok, khởi động trận đấu thì mình có được 2 kill vô cùng là đơn giản đúng không? Hiện tại thì số lượng người chơi trong trận đấu này nó còn lại là 31 người chơi cơ. Phải nói là rất là đông luôn. Nên là chúng ta hãy cứ từ từ thôi anh em ơi, từ từ đi săn mạng thôi, không có gì phải vội đâu. Yo, và anh em thấy ai chưa? Kẹo là Kẹo, chưa thấy ai đâu đấy. Cũng như là anh em nào mà xem đến đoạn này rồi, các bạn chưa nhấn like thì nhấn like để ủng hộ cho Kẹo nha anh em. Ok, giúp cho mình có thêm những cái động lực làm nhiều video chất lượng hơn nữa. Hiện tại thì đây không phải là cái bộ trang phục của con Ngộ Không, với lại thì cái bộ trang phục độc quyền của Ngộ Không thì đã không bán nữa rồi. Và đây nó là cái bộ trang phục ở vòng quay chế tác nào đấy mình không nhớ. Hiện tại thì có quá nhiều trang phục,
Và anh em hôm nào tôi sẽ review lại cái nick cho, bởi vì là nhu cầu của anh em rất là nhiều luôn. Các bạn luôn hỏi rằng là anh Sĩ Kẹo ơi, anh review nick của anh đi. Nick của anh thì nói thật là anh chơi rất là lâu rồi các bạn ơi. Mình chơi được hơn 2 năm rưỡi rồi, nên là bây giờ cái nick kiểu nó vip vãi trường. Đây, ngoài ra là khi mà anh em biến hình thành bụi cây này. Đấy, ngộ không biến hình thành bụi cây nhá. Trời ơi, trông như thật luôn anh em ơi. Rất là khó bị lộ nhá. Nhưng mà anh em biến hình trong nhà thì thôi xong vãi trưởng, thì nó rất là dễ bị lộ luôn nhá. Thì anh em thấy không ạ? Úi dồi ôi, đợi mút mùa thì cái chiêu ngộ không là mấy hồ chiêu. Thật sự là thời gian hồ chiêu của ngộ không là lâu vãi, nên là nhiều anh em cũng không thích nó. Còn tôi thì tôi vẫn thấy là ngộ không nó vẫn là một nhân vật vô cùng là bá đạo đấy chứ. Thật ra thì mình có kết hợp thêm tính năng chạy nhanh của Kelly này, xuyên giáp của Hasato này và khúc cao trào của Capella. Thì thật sự là một cái combo này nó cũng khá là hoàn hảo. Ngộ không thì có thể kết hợp với bất cứ nhân vật nào. Đấy, kết hợp với bất cứ tính năng của nhân vật nào thì vẫn khá là ngon. Đơn giản là tính năng của ngộ không nó không ảnh hưởng gì mà anh em. Đấy, các bạn thấy không ạ? Biến hình thành một cây. Ngày trước thì ngộ không nó mới ra mắt thì thật sự là hot vãi trưởng. À không, thật ra thì nhân vật nào ra mắt chả hot anh em. Nhưng mà mấy nhân vật gần đây thì nó thật là anh em mình cũng không mua ấy. Tức là lâu lâu mình mới mua ấy, bởi vì là những nhân vật gần đây thì tính năng của nó không có gì quá nổi trội cả. Có nhân vật mới nhá, tức là Zota này. Đấy, Zota với lại con Capella, hai nhân vật mới này anh em đáng mua vãi trưởng luôn nha. Cơ bản là tính năng của nó vô cùng xịn sò, các bạn công nhận với mình thế không ạ? Rồi nhá, và tôi thấy là Kelly thì là một nhân vật mà chưa bao giờ hết hot luôn nhá. Ok này. Ê, chạy nãy giờ mà công nhận là không thể ai nhá. Công thấy mệt không? Rồi nha, mà chỉ có 2 kill này hơi nản này. Ui dồi ôi, chạy từ nãy đến giờ qua bao nhiêu chỗ rồi. Và hiện tại thì mình đang quay lại khu vực tháp đồng hồ rồi nhá. Vãi trưởng nhở. Kiếm người cái làm game top 1 nào hùa nhau. Khả năng cao là ở trên nhà có người nên là mình vừa câu một trái lựu đạn lên trên rồi nhá. Mình nghĩ thế thôi, chứ còn là mình cũng không chắc nữa nhá. Ok nè. Đây, đậu xanh. Ui, bây giờ là gần full ba lô rồi, nên là mình cũng không lượm được thêm gì nhiều nữa anh em ơi. Full mẹ ba lô rồi. Chẳng biết là bao giờ mà Garena Free Fire thêm một cái ba lô kiểu như là ba lô vô cực nhỉ. Đấy, tôi nghĩ là anh em cũng đã viễn tưởng đến cái trường hợp này rồi đúng không? Úi dồi, ba lô vô cực dành cho những thánh gọi là đam mê loot đồ. Lúc nào cũng là loot đồ và loot thật là nhiều đồ. Sau đó thì nguy cơ cao anh em trở thành shipper mà đúng không? Ok. Vào đây. Đấy, thật sự hơi mệt nhá. Má, chạy từ nãy giờ nhá. Không thấy thanh niên nào thế nó mới kiểu vãi hàng chứ. Anh em công nhận với tôi thế không? Ok nhá. Let's go thôi, tầm này thì còn lại 16 người chơi này. Ui, vãi thế còn 15 này. Trời ơi, từ nãy giờ tôi chạy mà từ 30 người xuống có 15 này. Ui, công phang nhau gắt thế, tôi lại sợ quá nhở. Hiện tại thì mình đã chạy qua cái khu vực là xưởng cơ khí do hòm sắt này. Ôi, hòm sắt có 2 cây pha mát thôi. Còn lại thì chẳng còn gì cả nữa. Ây, let's go. Úi dồi, xung quanh này có ai không nhở? Chưa thấy anh em ạ, thôi thôi kệ đi. Ô, có cái nâng giáp này, tranh thủ lượm luôn. Ai, mình thì dạo này mình đổi hẳn qua chơi X18 nhá. Một số bạn hỏi với mình là anh ơi sao anh không chơi Ska, em không chơi Ska, anh ít chơi thế. Đấy, thì nói với anh em, mình đổi qua X18 bởi vì là mình có skin X18 quái thú ấy. Thì bây giờ nó mạnh vãi cả trưởng ra. Và thật sự là anh em xài cây súng này rất là nhiều, nên là mình cũng theo phong trào thôi. Chứ còn là Ska bắn mình thấy bây giờ cảm nhận nó cũng chậm anh em ạ. AK thì càng chậm hơn nữa. Có mỗi X18 là bắn nhanh vãi cả trưởng. Đó, ui dồi này, làm sao đấy. Thằng nào trong này đùa nhau à, anh em chờ tí nhá. Mà tưởng cho đấy mà ngon à. Ok ok ok. Đấy, biến hình thành bụi cây này rất là linh động luôn nha. Đấy, vô cùng đơn giản nhá. Khi mà anh em biến hình thành bụi cây thì địch nó sẽ rất là khó phát hiện nhá. Tôi solo với thằng này cho anh em thấy này. À, đây rồi này. Úi dồi, mày làm sao. Thì khi mà anh em biến hình thành bụi cây nó rất là ngon luôn nha. Khó bị lộ mà. Đậu xe này, đứng lại. Ui, cái gì đấy, giáp trâu thế. Hình như là thằng bé giáp 4 rồi. Úi dồi ôi, cầm MP40 này, bắn chẳng thấy thấm gì cả. Vãi lúa thế anh em ạ, bắn 7-8 máu một lần bắn. Thế này chơi gì. Ok ok ok. Vãi trưởng để coi nào. Giáp mấy đây. Giáp mấy sao máu thế. Ui,
Chắc là giáp 4 rồi anh em ạ. Ui, chính xác mẹ nó luôn. Biết ngay mà trời ơi. Mấy cái thằng giáp chống nổ Tiểu Liên bắn trà thâm thế nào anh em ạ. Ok nhá. Vãi trưởng nhở. Công công nhận với tôi thế không? Ui, băng đạn đôi này. Ngon chưa kìa. Mình khá là thích cái trang bị băng đạn đôi nha. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em thay đạn nhanh hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là tính năng thay đạn nhanh là một tính năng vô cùng là hữu ích. Nếu như mà anh em đang chơi trong những pha giao tranh nhá, hết đạn anh em nhấn vào thay đạn nhanh cái, đấy lại quay trở lại nhịp điệu trận đấu bình thường. Thì nó là một tính năng thú vị đúng không? Anh em công nhận với tôi là thế không? Rồi nhá. Let's go now. 8 người chơi nữa hả? Ok 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 mọi người ơi, từ từ nào. Ui, vãi trưởng, vãi trưởng. Ngồi đây thẩm du luôn. Ui, đậu xanh này. Trời ơi, sao các ông lại có thể là ngồi trong nhà thế này? Tình trạng leo rank hiện tại trông chán nè. Chán nạ thật. Ui rồi ôi, bắt gặp thanh niên là đang ngồi trong nhà gọi là thẩm du này thì hỏng hỏng hỏng. Toang hết cả một thế hệ anh em ạ. Đây nhá, tầm này thì chỉ còn lại có 7 đứa thôi. Yo, cố gắng nào, cố gắng nào. Cố gắng win game cái, lấy top 1 nào anh em nào. Ok nhá. Ten ten đậu xanh. Ơ, có thính này. Rồi nhá, chuẩn bị là chạy qua thôi anh em ơi, chạy qua lượm thính thôi nhờ. Chứ còn là ngại gì nữa hả? Ok các bạn này. Quá hốt thôi, mặc dù đồ bây giờ mình đã quá là ngon rồi, nhưng mà mình vẫn lượm thính. Ok. Ui, lượm thêm bông keo này. Ngon, u rồi, làm quả 11 chai bông keo thế này. Thế này đủ sống dai rồi. Với 11 chai bông keo thì phải nói là mình rất là tự tin luôn. Nhiều bông keo thế này, không top 1 nữa hơi phí anh em ạ. Chắc không top 1 xóa game nhỉ. Toàn trêu anh em thôi. Rồi nha, ok, xuống dưới đi. 6 thằng thôi mà. Để kẹo tìm xem là chúng nó đang ở đâu nhá. Có 6 thằng thôi chứ có gì đâu mà phải lăn tăn anh em nhỉ. Rồi nha, chuẩn bị, let's go, xuống phía dưới nào. Ui, vãi trưởng. Thật sự là kiếm người đó khó phết đó, anh em đừng đùa nhỉ. À, đủ. Sao đây ta? Vãi cả trưởng. Ok, ok, ok. Xuống dưới thắt đồng hồ nha mọi người. Đó, xuống đây chiến thôi. Có 5 thằng này. Má, các ông giết nhau kinh vãi à. Tôi bây giờ mới được có 5 kill này. Thế mà các ông đã giết nhau gần xong rồi thì nay chơi gì. Toang thật sự anh em nhở. Nhớ, các bạn đâu rồi? Nhanh ra đây. Boss tiếp theo thì sẽ thu tại đây nên là mình cũng sẽ không cần phải di chuyển nhiều. Chẳng qua là di chuyển vòng quanh cái khu vực thắt đồng hồ là ok rồi nhá. Đây, 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 đây. Có ký hiệu bắn súng này. Ở chân nhà chắc là không phải rồi. Thế thì chỉ có khả năng là ở ngay phía sau này thôi này. Cũng chưa thấy đâu nhở. Công bắn ở đâu đấy? Ui, nhiều bóng keo vãi trưởng này. Cái này là từ kinh khí cầu chắc chắn luôn. Mày này, úi dồi ôi này. Đấy, thánh ham nút đồ này. Trời ơi, lại còn định gạ team up đấy nhá. Thôi nha, mình là mình không tiếp tay cho những cái trường hợp gọi là gian lận team up đâu nha. Hiện tại thì tình trạng leo rank nhá, các bạn team up rất là nhiều luôn. Đôi khi kiểu cảm giác nó hơi ức chế. Đơn giản là anh em team up 3-4 đứa một trận xong là anh em. Đấy, các bạn lại hành mấy anh em đi solo. Ui dồi ôi. Tôi nói thật chứ anh em thích chơi team up thì anh em vào chơi team đua, chơi team squad đi. Chứ chơi solo thế này xong lại cứ team up thì nó là một cái sự lươn lẹo anh em ạ. Tôi cũng không thích lắm về cái tình trạng này. À, đậu xanh thằng kia nó dựng bông keo nó tưởng nó ngon à. Từ từ tôi xem tôi xuống tôi xấy luôn bông keo nhở. Ờ, à, có vẻ đùa nhau à. Được rồi nha các bạn ơi. Xem số nào. À, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Mày chạy đi đâu con sâu này. Oh man. Gì đấy em ơi. Úi dồi, úi dồi. Cái gì đấy. À, hình như là thằng bé xài nỏ hay là đu bệ. Ui, cảm giác bắn sợ thế. Nữa hả? Ui, sau thính này, sau thính này. Chạy đi đâu. Ấy. Ui, thế mà nó vẫn chạy được anh em ạ. Hay lắm, được lắm. Rồi nhá, còn lại có 2 đứa thôi. Chắc tôi lên trên này coi nào. Xem nào, xác có gì không. Ui, khá nhiều đạn tử liên này. Ui, từ anh em ạ. Vừa lượm xác lại vừa phải canh người, không xanh mộ bây giờ. Ui, nhiều bóng keo vãi trưởng. Tầm này mình có 17 trái bóng keo rồi. Vãi cả trưởng thật. Không nghĩ là thanh niên này nhiều bóng keo thế. Ai, 17 trái bóng keo. Thế này tha hồ xài bóng keo rồi đúng không nào. Lo gì nữa đúng không anh em. Ok nhá, thì mấy giây nữa vòng bo tiếp theo sẽ thu lại thôi. À, ui, vãi cả trưởng phóng lựu. Cẩn thận anh em ơi. Phóng lựu đấy, trời ơi, đừng may động, đừng may động. Phóng lựu là anh em phải cẩn thận nhá. Ui, bắn ra thế, xuống đây bạn ơi, xuống đây bạn ơi. Má, làm gì chích căng thế, ai chơi đậu xanh chứ nhở. Ok mọi người. Thằng bé này chơi rát quá, sao tôi chơi đây. Xuống đây em ơi. Đậu xanh nó chứ các bạn chứ.
Mày đây rồi, úi rồi. Ok nha, 8 kill nha, ok. Ngon không, ngon không, ngon không. Rồi nhá, tầm này là chỉ còn lại một đứa nữa thôi. Hóng nào, thằng cuối đâu, thằng cuối đâu, thằng cuối đâu. Thằng cuối đâu, hóng nào, ui. Đã bị hạ luôn, bé thỏ đã bị hạ. Ui vãi trưởng, vào bó trước thì không vào đi. Nhiều các bạn, Buya cực kỳ đơn giản đúng không nào? Và vẫn là ngộ không. Bye bye anh em và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.